Hello, hello tất cả quý anh chị em rất là thân mến, kính chúc toàn thể quý anh chị em một cái mùa Giáng sinh thật là an lành cũng như là thật là hạnh phúc bên gia đình. Thì mừng ngày lễ Giáng sinh đó, thì em làm một cái clip mini game này, em tặng cho anh chị em mình một cái con chim chích chòe lửa. Đuôi nó là đuôi 19, đuôi tôm mà nó bị gãy hết một 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 tí xíu rồi anh chị em à, gãy một tí xíu rồi nhưng mà không sao nha, gãy một cái ngọn tí xíu rồi đó, nhưng mà con này thì em nuôi nó đã ăn cám và hót nhiều rồi nha anh chị em nha. Đó, con này nó có một cái bông ở trên mặt nữa. Đó, thì cái chương trình mà em làm cho anh chị em mình một cái mini game nho nhỏ dành nhanh nhân dịp lễ Giáng sinh đó. Đó thì anh chị em chịu khó nha, đó vui lòng bình luận giùm em cái trước tiên đó là tặng cho em một like, và cái thứ hai nữa là bình luận ở bên cái dưới cái clip này em đang đăng cho anh chị em mình xem nha. Đó thì anh chị em chịu khó chọn giùm em ba cái số ngẫu nhiên, ba số ngẫu nhiên nha. Đó muốn chọn số nào cũng được, tùy anh chị em mình thích số nào thì chọn số đó, ví dụ như 972, 652, 728 hay là 938 gì đó. Đó anh chị em chọn thoải mái ha. Chọn ba số ngẫu nhiên của xổ số Đài Tiền Giang nha anh chị em nha, xổ số Đài Tiền Giang đó. Anh chị em nào xin lỗi mọi người ha, thì cái mini game này thì em chỉ có mỗi một cái con này thôi. Đó cho nên là anh chị em nào mà là người may mắn nha, người may mắn đoán trúng đầu tiên đó thì em sẽ tặng cho anh chị em một cái con chim chích chòe lửa đuôi 19, chim mép mùa này nha, ăn cám rồi hót, em nuôi nó hót nhiều luôn rồi đó, mà nó có bông ngay mặt nữa đó, em tặng hoàn toàn miễn phí nha. Anh chị em chỉ có thanh toán cái tiền ship, có nghĩa là nếu như anh chị em nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh đó thì em sẽ đặt xe, các cái hãng xe công nghệ để nó giao qua cho anh chị em mình ha. Đó thì anh chị em chỉ thanh toán tiền xe lại giùm em thôi, chứ em cũng không có lấy bất cứ một cái đồng bạc nào hết. Đó đặt xe bao nhiêu thì anh chị em trả bấy nhiêu thôi, đó tùy theo khu vực xa hay là gần. Rồi anh chị em nào ở tỉnh thì nhớ ha, trả tiền cho xe khách giùm em đó, em tặng miễn phí, em không có lấy tiền chim nha. Và anh chị em chịu khó nhớ lưu ý giùm em nè, tặng cho em một like để nó khỏi trôi cái video này. Và cái thứ hai nữa, khi mà anh chị em mà tặng cho em một like thì anh chị em bình luận, thì cái bình luận của anh chị em nó cũng không có bị trôi đi đó, cho nên là anh chị em tặng cho em một like này, rồi sau đó bình luận ha, chọn ba cái số ngẫu nhiên của xổ số Đài Tiền Giang và kết thúc vào lúc 16 giờ chiều nha, kết thúc vào lúc 16 giờ chiều ba số của giải đặc biệt nha. Đó nhớ anh chị em mình nhớ nè, ghi lại cái số điện thoại của anh chị em giúp em luôn nha. Đó ghi 5 số 4 số, nói chung là ghi như thế nào đó để thí dụ như anh chị em có trúng đó, đó nhắn tin cho em là em sẽ dò ra cái bình luận đó, cái số điện thoại này đã đoán cái số này đó được trúng giải thì em tặng cho anh chị em nha, hoàn toàn miễn phí. Rồi đó thì hôm nay là lễ Giáng sinh đó cho nên là không có buôn bán gì hết đó. Nghỉ nghỉ bán mọi người đó, nghỉ bán để ăn mừng lễ Giáng sinh đó, giống như ở bên Lương giáo. Bên Lương giáo thì có cái ngày lễ gọi là ngày lễ, ngày đại lễ Vu Lan đó, Vu Lan báo hiếu, thì ở bên đạo Thiên Chúa thì có ngày lễ Giáng sinh đó. Rồi chương trình truyền hình đến đây là kết thúc rồi, anh chị em nhớ lưu ý ha, tặng cho em một like rồi sau đó bình luận chọn ba cái số ngẫu nhiên của xổ số Đài Tiền Giang và kết thúc vào lúc 16 giờ nha mọi người nha. Rồi bye bye và xin chúc tất cả quý anh chị em một cái ngày lễ Giáng sinh thật là an lành, hạnh phúc bên gia đình cũng như là bên người thân và bạn bè. Xin chào và hẹn gặp lại.